tao là thánh thiện. Gì? Đại ca dùng súng nước đây nè. Mày không biết hả? Còn tao tên gọi là Năm Hơn, đại gia đồng bằng Nam Bộ. Giờ con đua còn nào tới nhà Úc Thanh trước nè. Chơi chơi mày. Thấy ông đi, tôi cứ nào nào nhớ chuyện ngày xưa tụi mình. Dí thằng Tài lên đó nghe ráng ăn nói để cho người ta nhìn thấy mà gả con tao mình nha. Còn cái cặp gà này á là coi như là cái lo tí thằng Tài đó nghe. Nói nhiều. Tí ơi, tí. Tí lên Sài Gòn mua cho hai má con nha. Cái này của má, cái này của con. Mua lại thời trang chút nghe tí. Biết rồi. Mà con nói thằng nào đến đón tí á? Sao giờ này không thấy đứa nào hết vậy? Con đã dặn cả hai, ai tới đón tí trước thì con chấm điểm hôn. Quá trời quá đất. Úc Thanh. Có Thanh. Thanh đây. Tại cái thằng Năm Hơn này nè, ép anh. Nè, mày đừng cà chớn nha. Mày tưởng mày là đại ca của vùng này hả? Gì? Ê, vậy Năm Hơn, mày giữ gà cho chặt nha. Nó bay mất nghe Năm Hơn. Đi mày, tao mà giữ gà không chặt sao mày? Trời, trời ơi là trời. Chú đụng tía. Mời tía ngồi. Dạ, tía với anh Dũng gì? Cho... Ê khoan, tôi ăn cơm nguội nhà rồi. Tía, tía ăn cái gì cứ gọi, con trả hết. Quán có vàng không? Dạ không, có nước uống à. Đúng. Nước ngọt như con trai. Dạ, 3 ngàn. Cho tao ly trà đá, lẹ lên con. Tía kêu thêm gì nữa không? Thôi khỏi. Ngay ngay ngay, dạ tía. Mày chơi kiểu đó hả mày? Mày chơi vậy mà mày coi được hả? Nói nhỏ thôi, tía kìa. Dạ. Mày muốn ngồi á, thì lấy ghế mà ngồi. Đây là ghế của tao, tao lấy cho tía và tao ngồi. Giờ tao ngồi nè. Để cái chân xuống, tía kìa. Dạ. Thôi, ba vụ xe cổ sao rồi? Dạ. Sao? May quá, bị gì con quen biết. Với lại mất gói thuốc cho cha tài xế. Nể tình lắm á, chả mới cho tía đi nhờ đó. Vì xe của con chả chuyên chở hàng. Dạ. Sang quá. Cô đi mấy người? Một mình tôi thôi. Vậy được, lên xe đi. Dạ. Chào bạn, nhớ bà nha. Nhớ nha. Nhớ đi. Đi nha. Bye bye. Xong chuyện rồi xuống liền nha. Tại vì hạnh phúc quá mà quên tụi tao á. Nhớ đó. Đi bye nha. Bye bye. Chào bác. Chào. Bác ơi, bác chăm sóc cặp gà kỹ quá. Ồ, bác tính hỏi vợ hả? Bác ơi, bác muốn đổi chỗ hả? Đổi chi? Đề nghị tài xế chạy đàng hoàng lại nha. Để kiểu này chắc thành cặp kệ cổ hết quá. Xe tôi hết thời hạn đăng kiểm rồi. Mấy ổng mà thổi chết tôi luôn. Vậy tính sao bây giờ? Trễ công việc là một đời hối tiếc đó. Cô yên tâm đi, tôi chạy được tắt. Bác đỡ đau chưa? Chắc xong không lâu đâu. Bác cũng gấp, cháu cũng gấp. Chạy kiểu này chắc chắn sẽ tới kịp. Tình hình căng lắm, không ổn đâu. Hey!
Bụng muốn chết thì sao mà nhúc nhích hoài vậy? Tao thả tụi bay để tụi bay tìm đường về nhà báo với má thằng Tài. Tao đang gặp tin dữ. Không được, con chừng nghe bắt bà. Sao không được? Gà của tao, tao muốn làm gì tao làm. Cái bộ gà mày hả? Tao thả này. Ôi người ta, bỏ cửa, chạy lấy người. Trời ơi là trời. Trời ơi là đất. Buông tao ra đi. Trời ơi, đừng có đừng có leo cái đó, nguy hiểm con. Nguy hiểm. Có con sâu rộm bò trên bông mát kìa. Đâu đâu? Sao quên con khỉ? Cái ghế chạm ẩn tướng của ta. Mày nhìn sao thành con sâu? Thôi đâu có biết. Ẩn tướng gì mà đem thù lùi cho con sâu á? Tại tao. Dũng mày hiện đường. Không được đúng chứ. Buông tao ra đi, tao chịu. Để mình tìm lẹ đi. Trời, cho tao chịu hết nổi rồi. Trời ơi, trời ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì tự nhiên mát vậy? Vậy là còn sống. Bắt con gà lại cho tao. Lạnh mong quá. Trả cho bác nè. Cảm ơn nha. Nhung, Nhung, sao trễ vậy? Anh chờ em lâu lắm rồi đó. Ai biểu anh chờ? Nhưng sao anh biết em về mà chờ? Điện ngay chứ. Anh tự nguyện chờ em không được sao? Đi, lên xe chở đi anh về. Em không thích anh đưa đón kiểu này đâu. Nhưng mà người ta không chịu đi thì thôi. Giữa đường giữa sáng nếu kéo gì không thấy mắc cỡ hả? Thôi chừng tuột cái quần của ông thì mới mắc cỡ đó. Khổ là bồ tôi, mắc mới thì tới ông. Đi, lên xe. Đi mà Nhung. Gì dẹo cho đá cũng leo lên ngọc. Anh hai, đi xe ôm không anh hai? Chú em cho tôi hỏi thăm được không chú em? Dạ được. Có gì không anh hai? Tôi thứ ba. Dạ anh ba. Chú em cho tôi hỏi thăm trường Escada ở đâu? Làm gì có trường Escada nào? Anh ba có lộn không vậy? Lộn sao được lộn? Quán tôi nó học trường này mà. Escada à? Rồi, vậy là nó học trường Tây đó. Anh ba chỉ có nước đến đại sứ quán mà hỏi thôi. Không có. Nó học trường này mà. Nó học nghề diễn. Nó có gửi thơ cho tôi nè. Thua rồi. Thua rồi thôi. Ê, ê anh ba, ông đi xe à? Thua rồi đi bộ cho đỡ tốn tiền. Mẹ mà con xin nhanh đó bà nội. Dữ vậy ông ngoại. Trời ơi, chết rồi trời ơi, cứ vậy hoài sao khá nổi trời ơi, thôi chết rồi chết rồi. Mẹ nó cái chân rồi. Nổi. Có sao không? Trong ngàn mua thuốc ô nè. Chết rồi. Bác ba, bác ba ơi. Tôi đó, có tôi đây. Tôi là ba Hân ở Chi Tôn nè. Bác ba. Đường kẹt xe tùm lum. Cháu bị yếu tay lái chắc là không tới nổi đây kịp đón bác. Ủa mà sao bác không ở bến xe đợi cháu? Làm cháu kiếm bác tùm lum mà. Tôi có quen với cô hả? Dạ cũng gần như là vậy. Dạ cháu là bạn của anh Tài. Với lại hôm nay anh Tài nhạc thi nên nhờ cháu rước bác giùm. Nói vậy cháu cũng học trường ách cái đà hả? Có
có sợi dây thép đó, bác cột lại bác ơi. Đỡ khổ quá. Trời ơi, tiện quá bác hẹn. Cháu hồi hộp quá. Cháu giúp bác chạy cho cẩn thận nha, chứ trái tim của bác nó xuống tới mắt cá. Yên tâm. Cháu tốt quá à. Nếu không gặp cháu, bác không biết phải làm sao. Có gì đâu bác, cháu mới học lái xe nên cũng ghiền lái xe lắm. Ai mà nhờ là cháu mừng hết lớn rồi. Với lại bác có cần đi đâu nói với anh Tài là có, cháu tới chở bác liền à. Xe này là của cháu hả? Dạ đâu có bác, chiếc xe này của gia đình gần nhà cháu, họ bỏ rồi. Cháu xin về dọn lại sửa chút định là chạy tới à. Ôi trời, sai. Nhanh nha, nhanh nha. Vô vô vô. Trời ơi, kỳ đi, kẹt đi rồi bác ơi. Cái xe gì mà kỳ cục vậy, chỗ nào cũng kêu đều hết, chỉ có cái càng không kêu. Kiểu vậy á bác. Coi chừng. Qua trái, qua trái. Thằng nhỏ kia chết hoài, chưa tỉnh. Trở lại, trở lại. Trời ơi, nó xuống bên lái rồi. Đạp đạp, đạp đạp. Chết rồi, chết 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 chết. Ê, Tránh ra, tránh vô. Tránh ra, xe có sự cố không lái được. Kìa. Tránh ra, xe có sự cố. Tránh ra. Có mồi à. Dạ, đặt con đi, thả gì xuống không. Dạ, 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 đặt con. Thả gì xuống không. Dạ, xuống không. Dạ, xuống không. Được không con? Được không? Bắt ba một con tay. Để tao. Hết rồi. Đúng mẹ đó, hết rồi nè. Alo, cho một chiếc xe cần cẩu tới ngay cùng binh công xã. Tôi biết chết liền luôn á. Ê, chiếc xe đó không còn điều khiển được nữa. Anh bám sát phía sau, tôi tìm cách bắt giữ nó lại. Bác ba ơi, cháu thả bác ra. Bác mới nghĩ cách thoát thân được, cứ ôm xà nẻo gì hoài thì chết cả đám. Con thả cháu chồng mày. Tôi kiểm tra giấy tờ. Tôi nhắc lại, cô cho tôi kiểm tra giấy tờ. Dạ, tôi mới ăn. Em đã quên giấy tờ ở nhà rồi. Mời cô theo tôi. Dạ, đi. Cảm ơn bác nói rồi. Bác ơi, bác. Bác ơi, bác. Bác. Bác xin bác cho biết động cơ nào giúp bác hành động dũng cảm như vậy ạ? Không có động cơ gì đâu. Dạ. Tôi sợ mất cặp gà. Hả? Vậy vợ tôi bá la. Dạ.
Bác ơi, tiền. Ý, quên. Ba vụ tiền này sao hay quên quá. Hồi nãy cô giáo dạy em có vui không? Dạ vui anh, hồi nãy cô chỉ em diễn như vậy nè. Dạ, có chuyện gì không bác? Làm ơn cho bác hỏi thăm. Dạ. Lớp của thằng Thành Tài ở Tri Tôn ở chỗ nào vậy cháu? À dạ phải anh, Thành Tài khoa diễn viên không bác? Ừ. Dạ, bác cứ tới đằng kia, có cầu thang, bác lên hết cầu thang là gặp. Cảm ơn nha. Dạ. Chết rồi. Chết cha. Tôi bị lầm. Xin lỗi nha. Dạ đâu mà biết. Hay quá. Bi kịch đã nhanh chóng chuyển thành hài kịch. Đúng. Chân nha. Xuống nha. Đừng làm cái gì mà. Đừng làm cái gì. Đừng làm cái gì. Đừng làm cái gì. Đừng làm cái gì. Ai? Đi lên coi mắt nó rồi nè. Có chuyện gì tự tự tính con. Thầy ơi. Chúng con rồi bà ơi. Bà đã hại chúng con rồi bà biết không? Chết mẹ thằng Tài rồi. Cũng chết cha thằng Tu luôn. Phải đừng có dướng vô cái xe trời đánh đó là tới kịp rồi. Chết rồi. Rớt cái kiểu này xương cốt còn cái gì nữa. Trời ơi, mấy cảnh ra mấy ông nội. Tía, tía lên hồi nào vậy? Ê, cái ông này, cái gì vậy Tài? Không sao, đây là tía của em. Chị gì vậy? Thôi, cái gì đâu? Cho mẹ ăn học đàng hoàng, để mày đối xử với người ta như vậy đó hả? Tía ơi, tía nói gì kỳ vậy? Sao tía đánh con? Vậy với cái gì đây? Mạng đổi mạng mày biết chưa? Cái gì mạng đổi mạng? Cảm ơn anh Tài, diễn với anh đã quá. Tía. Cái ông này làm gì kỳ quá vậy? Đây là tía tôi đó. Tía, tía nhìn cái gì vậy? Rõ ràng tao mới thấy nó nhảy lầu mà. Thì tụi con đang quay phim mà tía. Mày học chi cái nghề này, tía thấy phức tạp quá con ơi. Dừng lại, dừng lại. Tới rồi hả? Dạ. Rách quần, rách quần. Quá hoài. Cảm ơn anh. À, thì ra lão già này là ba của thằng Tài. Từ hồi đẻ con ra tới giờ, tía chưa thấy lúc nào con cung kính như lúc này. Trong đó có cái gì mà mày làm dữ vậy? Là nhà vợ tương lai của con mà tía. Vợ tương lai của mày? Thì kệ nó chứ. Mày làm gì mà cung kính còn hơn đứng trước tổ tiên ông bà. Dạ nhưng mà mình phải lấy điểm mới có nhiều cơ hội. Chào dạ, chị. Dạ mời vô. Tía đứng ở đây chờ con một chút nghe. Con vô trong đó cho họ hay là tía đã tới rồi. Từ từ vô, làm gì gấp vậy? Vô, đóng cửa. Ngon mà trở lại đây. Cho mà cặp vừa khô chết cha mày đó. Trời trời, ở đâu mà leo lên xe vậy? Anh thông cảm, chó rượt. Chó ở đâu? Chạy rồi. Dạ, dạ thưa bác trai. Dạ con xin giới thiệu, đây là tía của con, ở dưới quê mới lên.
Đi leo lên xe chi vậy? Chó rượt không leo lên ăn chết hả? Mời ngồi. Dạ thưa hai bác, hôm nay con mời tía con lên đây thăm hai bác. Ừ, ngồi đi anh. Mời uống nước. Dạ cảm ơn chị. Dạ kính thưa anh chị, tôi có nghe thằng Tài nhà tôi quen biết con gái nhà anh chị, nên vợ chồng tôi cũng mượn cớ lên đây. Trước là để thăm sức khỏe anh chị, sau nữa là xin cho cháu nó được tới lui tìm hiểu. Tôi có đem cặp gà nuôi trong nhà, có kiểm dịch hẳn hoài, không có bị cúm. Biểu anh chị đi gọi là. Dạ, cảm ơn anh chị. Con gái tôi khắp xóm này ai cũng thích, nhưng thời buổi này con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Dạ. Nên không sao, cứ để tụi nó tự nhiên tìm hiểu thoải mái. Sen à. Dạ. Đem gà vô đi con. Ý, cái gì vậy? Dạ gà. Ủa, bác ba sao lộn? Ây, sao mình xấu xả vậy? Mưa đó ông ơi. Dạ xin lỗi anh chị, cháu là bạn của thằng Tài hả? Dạ phải. Ủa tía, tía với Nhung quen nhau hả? Dạ, không những quen mà còn quen thân nữa. Thưa ba má, đây là bác ba sâu rộm mà lúc nãy con kể cho ba má nghe đó. Không nhờ cái quần đùi của bác ấy là con tiêu rồi. Vậy à? Là sao Nhung? Anh không hiểu gì hết. Ba nói đi ba. Thì ra anh là người đã cứu mạng con gái tôi. Vậy phải mời nó lại dùng bữa cơm với vợ chồng tôi chứ. Đây con, cả nhà cứ tự nhiên nghe. Dạ, tôi miếng rồi bà. Làm món này trước rồi. Em ăn đi. Biết rồi, tự nhiên nha. Được ta hả mày? Không hẳn là như vậy, nhưng cũng có thể nếu thằng con trai ông vẫn tiếp tục làm phiền gia đình Nhung. Anh nói gì nói lại nghe coi. Tôi với Nhung sắp đám cưới rồi, anh tính làm gì đây? Mày có vẻ tự tin quá ha, nhưng mày chưa đám cưới với Nhung, tao có quyền theo đuổi. Mày có tin mày thắng được tao không? Hôm nay mày dắt ông già mày lên, coi như tao chấp mày đời ba trước đó. Tía. Chó. Chủ. Tía làm vậy, lỡ nó cắn tía thì làm sao? Nó cắn thì mình chạy. Đó cũng là bài học cho con đó. Chưa chi nghe nó hù đã sợ rồi. Tía, tía chờ con với. Chơi lại không?
theo kinh nghiệm của tía thì lúc này mình phải làm gì? Lần này nó không hù mình đâu, tao nghĩ nó chơi thiệt. Sao tía? Chẳng sao gì nữa, mạnh thằng nào nó chạy. Ông là thử thủ, thử thủ. Đừng sợ, đừng sợ. Tía ơi, đừng sợ, nó căng sợ kìa tía ơi. Mình lên nè, mày đừng sợ, mày thấy tao. Đừng sợ quá tía ơi. Đừng sợ, để tao sợ đừng sợ. Tao không biết tao, cái này đâu còn bên mày đâu mà làm như vậy. Đừng sợ quá tía. Tính lấy vợ thành phố thiệt hả Tài? Tía cũng thấy đó, tụi con thân nhau như vậy, không lấy Nhung thì lấy ai? Tía cũng biết như vậy, không nên đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài. Nhưng tía thấy con gái thành thị không như con gái nông thôn, con không thấy khó chịu sao? Quen rồi tía à, phần lớn là vì họ bắt chước theo model này nọ, chứ không có ý gì đâu. Đúng không? Đúng không? Yeah! Con chở tía đi vòng vòng hồn, dòm xe chóng mặt quá. Ở đây có chỗ nào đờn ca tài tử không? Vậy con chở tía đến sân khấu xem tụi con diễn nghe tía, vui lắm. Ta yêu nhau dẫu nắng mưa vui buồn, ta bên nhau suốt tháng năm mộng mơ. Khi xa em tim đông đầy nỗi nhớ, đêm trắng anh mơ thấy người. Khi yêu nhau mái tóc xanh như màu, khi xa nhau gót cũng mang niềm đau. Như con sông anh trôi về bên vắng và mong em còn nhớ anh. Vẫn mãi mãi yêu em dù em vắng xa, vẫn mãi mãi yêu em dù em chốn nào. Tình mình ngày ấy bỗng cháy đam mê và muôn ý thơ. Vẫn mãi mãi yêu em người yêu dấu ơi, hãy cất bước quay về. Lòng anh vẫn mong, vẫn mãi mãi yêu em từ trong nhung nhớ, vẫn mong chờ em về giữa đêm mơ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Và sau đây là phần trình diễn của nhóm Thúy Nga. Cái gì vậy? Ủa, tía, tía đi đâu vậy? Tía thấy bà già này hình như quen quen, giống cái con nhỏ. Tía ơi, đó là nghe bạn con lấy xe cho tía đó. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Về con ơi. Ủa, tía sao vậy? Con nhức đầu hả? Không có nhức đầu, mà lên huyết áp. Về. Tía thấy Nhung có được không tía? Quan trọng là con thấy nó ra sao kìa. Nhung sống theo kiểu hiện đại, nhưng hòa đồng và dễ gần lắm tía à. Mỗi lần nhà trường có tổ chức gì là Nhung đều tham gia và làm giỏi lắm. Con thấy nó tốt là được rồi. Điều đáng lo là gia đình nó. Không biết ông bà nghĩ gì về con. Nhà mình ở dưới quê chỉ đủ ăn đủ mặc. Thời buổi này không còn ai nghĩ tới chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng hai gia đình đứng với nhau phải coi cho được. Chênh lệch quá, thiên hạ họ to nhỏ, nhức đầu lắm con ơi. Vậy ý tía ra sao? Tía thì muốn con lấy vợ thôn quê, để sau này con cháu tới lui chăm nom ruộng vườn nhà cửa, sống bình yên như mọi người. Chứ con lấy vợ thành phố, sợ con gặp nhiều khó khăn. Con cũng suy nghĩ nhiều lắm về việc này. Nhưng tía cũng thấy đó, con học cái nghề này thì về quê mình đâu có phát triển được, phải bám vào thành phố. Cũng không chỉ vì muốn có cơ hội ở lại thành phố mà phải lấy vợ trên này. Tía thấy hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ý con không phải vậy. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Tụi con thực sự thương yêu nhau, chứ công việc thì ở đâu cũng phải làm. Nói đi nói lại, rồi thì mọi việc đều tùy con.
con cần gì, nhà mình có khả năng tới đâu thì tía má sẽ lo cho con tới đó. Tía, tía cố nói sao cốt cho má con đồng ý giùm con nghe tía. Thuyết phục má mày thì không khó. Hay là con nên thu xếp cho con Nhung trong dịp gần Tết này về thăm gia đình mình một chuyến, để nó được gần gũi má mày, để con có thể đánh giá được tình cảm của nó đối với con. Thì muốn nó phải biết gia đình mình tuy nghèo tiền bạc nhưng không nghèo nhân nghĩa. Chỉ có như vậy tự nó mới tìm cách thuyết phục ba má nó. Con sợ Nhung không thích hợp với cách sống ở dưới quê rồi gây thêm sức mít thì khó lắm. Ở đâu cũng có cái hay riêng. Nếu con nói con Nhung hòa đồng dễ gần thì sợ gì? Má mày hồi xưa cũng là gái tỉnh chánh hiệu, mà bây giờ mày thấy đó, gái quê có ai qua được bả không? Tía tin con Nhung nó cũng sẽ như vậy. Tía, tía định mua đồ cho ai vậy? Còn cho ai nữa thì cho má mày với Út Thanh. Út Thanh dạo này ra sao rồi hả tía? Tình hình căng lắm, ngày nào cũng có mấy thằng lạng qua lạng lại, tao theo dõi riết phát chóng mặt. Nó thì không thích thằng nào mà không chịu nói, hay là nó tính bắt chước con lấy chồng thành phố. Tía này, Thanh nó còn nhỏ mà. Nhỏ gì nữa mà nhỏ, má mày hồi đó mười mấy tuổi đã đẻ ra mày rồi. Tía cứ coi đi, con phải tới trường rồi. Con có nhiều bạn con, nó đưa tía ra bến xe, nó chờ tía ở ngoài cửa chợ nghe tía. Ừ, được rồi, con cứ đưa lo việc của con đi, tía về luôn nghe. Dạ, con đi ạ. Bác ơi, vô mua giùm cháu đi bác. Cửa hàng cháu là có đủ hàng, đủ size, đủ cỡ, mà đủ màu luôn nè bác. Hàng xịn không đó, bác vô lựa đi. Tôi biết gì đâu mà lựa cô ơi. Thôi thì cô lấy y khuôn gì đi. Dạ. Cái lớn này thì màu trắng. Đúng. Cái nhỏ này của tuổi trẻ, phải có đủ 7 sắc cầu vồng mới mua đen. Đúng luôn. Bác lấy mọi thứ mấy lớn. Hả? Cô nói sao? Taxi. Tối hôm qua mày về, tao đi với chàng tới quán ba tình ái, hết sảy con bà bảy luôn. Con nhỏ đó nói sexy mà nó còn nhảy điệu Apsara mới vui chứ. Apsara là cái gì? Apsara là như vậy nè. Ta 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 ta. Bác làm gì vậy? Ai biết, tôi tưởng cô xin thì tôi cho. Bác ba, con nè, bác không nhận ra con hả? Con nè, Hai Mén phải không? Bác đừng có gọi con là Hai Mén, con đổi tên rồi. Linda Mến. Linda Mến là cái giống gì? Ủa rồi con làm cái gì ở trên này? Con lấy chồng nước ngoài, cho nên con phải đổi tên. Ủa, mà bác lên thăm anh Tài hả? Ừ, bác lên coi mắt vợ anh Tài. Đó, bác thấy chưa? Bác cứ biểu con chờ anh Tài. Cũng may là con không chờ, chứ chờ là thúi hẻo rồi. Ủa, mà Út Thanh sao rồi hả bác? Bác cũng đang chờ, coi nó chịu chỗ nào, bác gả cho rồi. Đừng nghe bác, để đó, con giới thiệu cho nó một anh chàng ngoại kiều thì cuộc đời nó mới lên hương được. Chứ lấy chồng dưới quê là đứt bóng. Bác ba. Bác ba. Ra là bác ba có bồ nhí nha. Bồ nhí ông nội tao, nó là hung thần thì có. Chào bác ba, mời bác lên xe. Con chở tôi hả? Dạ, bác lên con chở bác đi. Không dám đi đâu. Bác ba, đợi con. Bác ba. Thank you.
lỗi bà chị nha. Bác ba, bác ba ơi, hôm nay con chạy xe cứng rồi mà bác. Tôi thề là tôi không đi xe của mấy người nữa. Nhưng mà hôm nay con đi xe khác rồi mà bác. Khác gì? Còn tệ hơn bữa hổm nữa. Bác ba, bác ba, đợi đó nghe. Bác ba chờ con với. Đợi đó nghe, không có lại gần á. Lại gần là tôi nhảy đó. Đợi phải không? Bác đừng có nhảy. Bác nói chuyện tôi vẫn nói. Bác rồi, chuyện rồi. Đàn ông sao nhảy khôn quá vậy? Bác ba, bác ba. Bác ba. Bác ba đợi con với. Bác ba. Tạm biệt, hẹn ngày không gặp lại. Trời ơi, vậy hoài sao khá nổi. Ghé vô, ghé vô. Bác ơi, bác đi đâu vậy? Về nhà chứ đâu mày? Biết rồi, chứ nhà đâu? Nhà đâu hỏi chi? Thì để cháu chở bác về. Cảm ơn. Đi bộ được rồi, tôi sợ mấy cha quá rồi. Sáng sớm gặp chị và bà Chi. Tới. Tụi bay ơi, dậy đi, tụi bay ơi, có chuyện rồi nè. Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi. Tụi bay sao vậy? Xạo mẹ. Sao chọi tao? Đồ ba xạo. Sao chịu đưa cho mày? Cho mày chết. Thiệt ba, tao thuyết phục được rồi. Không những Nhung, mà ba má của Nhung cũng đồng ý cho Nhung về quê với tao. Sao? Thiệt không? Chứ làm sao? Ngồi. Nói đi lẹ. Đâu mày nói tao nghe coi. Lúc đầu cũng căng lắm. Ừ. Nhưng mà nhờ Nhung kiên quyết xin đi theo tao, cho nên ba má Nhung mới đồng ý. Chà, dữ nghe. Số 1. Tao không tin mày thuyết phục dễ dàng như vậy. Mày không tin thì thôi, cứ cố sống đến ngày mai, tao sẽ cho mày thấy. Thôi đồng ý, cho là mày rủ được Nhung theo mày về quê. Rồi sao nữa? Tao thấy đưa về còn chua hơn. Lỡ Nhung không thích gia đình mày thì còn căng hơn. Mất vợ như chơi. Ai biểu mày đặt lấy vợ Sài Gòn. Thôi được rồi, để tao coi cho mày một quẻ nghe. Úp là tiêu chắc. Chết thằng Tài rồi, điểm xấu. Tại cái thằng Năm Hơn này nè, gia đình tôi cứ hứa hôn từ nhỏ, bỗng nhiên ở đâu nó nhảy vào nó phá đám. Bởi cả Lâm mày ơi, hứa hẹn hồi nào? Ai chứng kiến? Thì tao chứng kiến chứ ai. Chú Sáu, thằng này dốc tổ. Dốc tổ. Lúc đó mày mấy tuổi? Thì lúc đó tôi mới sanh, biết hứa hôn rồi chứ sao. Trời. Thằng này ê, thằng này. Chú Sáu, mày gọi thằng này á là thằng Tám Xạo. Mày mới sanh thì mày biết cái gì mà chứng kiến? Hả? Mày biết cái gì mà mày chứng kiến? Quê nha. Mày muốn cái gì mày? Vậy. Mày muốn chơi phải không? Mày thôi, nhả? Thôi đi mày chạy nội ơi. Thôi. Hai mày cãi chi cho nó mệt. Ngồi xuống đây. Anh ba. Anh nghe dễ thôi. Quay lại. Trời ơi, mới vô hai chị giống giống mẹ rồi. Hai thằng bay muốn thanh tâm phục khẩu phục phải không? Dạ, tâm phục khẩu phục. Dễ dàng thôi. Hai thằng mày phải thi thố tài năng. Thi thố tài năng hả chú Sáu? Ừ, rồi tụi bay tính sao? Tám thiệt này á, đã từng sợ thằng nào? Ê lộn. Tám thiệt này á, chưa biết sợ thằng nào. Được à.
tao nè, tao là năm hơn á thì cũng chưa biết thua thằng nào đó nha. Ngon nghe. Chú Sáu, nói đi, giờ chơi kiểu gì? Đánh nhau dưới nước. Dạ. Nhưng mà không lái, đánh bằng dầm chèo, đứa nào lọt xuống sông trước là đứa đó thua. Được, nhân danh tình yêu tao quyết đấu. Hay. Còn năm hơn, mày tính sao? Được, chơi thì chơi à. Sao? Tám thiệt á, có sức mạnh của tình yêu. Còn năm hơn cũng đâu có vừa. Đúng rồi à. Rồi mày sẽ thành năm thua nha con. Thôi thôi, thôi. Rồi tiếp nghe. Vô. Dạ. Vô. Tụi bay lặng ngồi đây không chịu kêu tao tiếng gì hết trơn vậy. Quên. Ô, cha bạn nhậu con chứ làm cái gì mà chứ cứ ngồi cho chổng ông lên trời hoài nãy giờ. Ai anh Tư? Tiếng không thành với ai. Cha ba hơn cũng vô. Tiếng hả? Tiếng hả? Tiếng hả? Tiếng Tía làm sao vậy? Đâu cha tụi bay, cô thấy cái kiểu chổng khô gì đẹp lắm sao mà nhe răng ra cười? Không có nước cấp cứu coi. Nước sôi, nước sôi, dẹp qua, dẹp qua. Đánh ra rồi cha kia, dẹp qua. Đánh ra cha này nặng quá. Cô chồng con đổi luôn. Để ông lên đây nè. Tao về trước. Tao về trước. Anh kia đi đâu vậy? Tao về. Dạ. Tôi. Dạ, tôi về báo tin cho người nhà. Còn anh này? Tôi hả? Dạ, thằng này nó tông ông già bị thương đó cô. Vậy anh phải ở lại đây chờ công an lại lập biên bản. Tôi. Thấy chưa? Năm hơn mà đâu biết thua ai bao giờ đâu. Chịu khó lại đây nha con. Tao về trước. Tao rước Út Thanh lên. Còn anh là thân nhân cũng phải ở lại. Đỡ. Trời ơi. Trời ơi. Bệnh này ở đây không có phương tiện chữa được, phải chuyển lên thành phố. Chuyển lên thành phố hả cô? Lên thành phố tốn tiền lắm. Anh gây ra tai nạn cho người ta thì phải chịu, than vãn gì nữa. Tôi gây ra tai nạn hả? Tôi gây hồi nào? Thôi thôi, tội của anh chờ nó đi. Lát nữa công an xuống rồi nói chuyện với họ sao. Còn anh này, người nhà phải không? Dạ. Chuẩn bị tiền đi. Dạ tiền để làm gì cô? Thì tiền xe chở lên thành phố. Rồi chụp CT nè. Cắt lớp nè. Giải phẫu nè. Tiền thuốc, viện phí nè. Rồi tiền công cho bác sĩ. Bồi dưỡng y tá nữa. Xin mời. Mời. Khoảng bao nhiêu tiền vậy con? Khoảng 20 triệu. Triệu. Gì? Tiền đông bệnh. Cảm ơn nghe. Dọn nè à. Bác, bác đi đâu vậy? Bác ơi, bác. Bác ơi. Hết bệnh rồi. Bác. Về nhà thôi. Cá này. Đó đó. Mày thấy chưa? Tao có nói sai đâu. Ồ. Nhanh giùm anh ơi. Dạ dạ biết rồi. Em có sao không? Em không sao. Mẹ đứng. Đưa ra đi. Bước qua đi. Mẹ đứng. Cố chừng.
Em có sao không? Cháu, chú muốn qua ấp đi đâu phải không? Chú muốn cho con đi. Chơi luôn. Đi. Đi bằng đâu thiệt hả anh Tài? Ừ. Nói gì? Hai bác đồng ý cho Nhung đi về quê của thằng Tài. Chết rồi. Cháu nói cái gì chết? Mà ai chết? Chết ai? Ý còn nói là sao hai bác dám để cho Nhung đi một mình với thằng đó? Tụi nó quen thân nhau như vậy thì đi với nhau, có gì đâu mà chết. Con hỏi bác, ba thằng Tài có xin cho Nhung đi không? Không. Nhưng mà thằng Tài xin, con Nhung đồng ý, tao mới cho đi. Đó, thấy chưa? Vấn đề là ở đây. Nếu nó không đưa Nhung về quê thiệt mà đẩy tới chỗ khác thì sao? Còn nếu nó đưa Nhung về quê thiệt thì càng nguy hiểm hơn. Nguy hiểm cái gì mày? Hai bác đã thấy ba của thằng Tài bữa trước chưa? Rồi sao? Còn cá với bác, thằng Chả là rơi xưa. Hai bác để Nhung đi như vậy, họ có thương nhà mình. Lỡ không mang chuyến đi này, Nhung có bầu với thằng Tài á, bác kêu ai? Ê, mày đang khủng bố tinh thần tao đó hả? Tao cho mày biết, con Nhung mà có chuyện gì tao tính sổ với Chả liền. Con gái ông có bầu, bố con Chả có bầu sao mà ông đòi tính sổ với con Chả? Vậy bây giờ mình phải làm sao đây hả Long? Đừng lại, đừng lại. Muốn xỉu. Già đâu còn bị thằng nhỏ này xúi dại. Hết đồ ăn, tới đồ uống, ngủ thì ngã như sấm. Không biết còn tiếc một gì nữa đây. Không vậy thì làm sao nó giúp mình tìm con Nhung? Bác Phi ơi. Cái gì? Phía trước có quán bún mắm ngon lắm á, nhớ ghé ăn nha. Mày đói nữa hả? Bớt máy lạnh chút coi. Ừ. Cho miếng nhạc nghe đi. Mày cũng biết nghe nhạc nữa. Tía má ơi, con về nè. Má Tài ơi, tụi nó về kìa bà ơi. Hả? Tụi nó về rồi hả? Hả? Anh Tài. Anh Tài về hả? Đâu? Đó. Sao rộp? Sao rộp? Nhung! Ông ơi, chết nhỏ rồi. Ai? Có sao không con? Có cần ba lội xuống không? Dạ khỏi, cặn mà tía. Thưa tía má, con mới về. Đây là Nhung, bạn con. Chào hai bác. Chào Úc Thanh. Chào con. Đẹp quá. Sao cả nhà nhìn con dữ vậy? Thôi vô nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Thanh, sao đứng như trời trồng vậy? Vô nấu cơm đi con. Dạ. Trời đất, nhà mình có thiếu gì đâu, con mang hoàng chi nhiều vậy? Dạ không phải, toàn là quần áo đồ đạc của Nhung không à. Dạ. Bộ tụi con tính ở luôn hả? Sao xách đồ nhiều vậy? Dạ, tụi con chỉ về chơi vài ngày. Vài ngày mà đồ đạc chừng này, con còn sợ không đủ nữa. Hả? Thôi, vô nhà đi đã. Tài, con đưa Nhung đi tắm đi. Tắm ở đâu hả anh Tài? Tắm dưới sông đó. Hả? Cái gì? Tắm sông? Đã quá ta, y như tắm tiên vậy. Ủa, Thanh, hai má
Đi, đi với tao nhanh lên. Đi đâu? Để em xong rồi, anh cho em xuống nha. Rồi. Mát quá. Anh Tài ơi, nước mát quá à. Như tấm tiên vậy đó. Ấm quá anh ơi. Anh Tài ơi, cho em lấy chai sữa tắm. Chờ anh chút nha. Ủa bác sao cũng không có bán cháo gì rau chứ. Mọi người đều bình đẳng như nhau. Im lặng mà coi nào. Anh có sao không? Anh vẫn bình thường. Vậy anh cho em trở ra ha. Ây da trời, trời ơi. Trên cái đầu người rồi. Nó sao? Ê, anh Tài ơi, nó tuột rồi kìa. Nó nhộng lên. Anh Tài ơi, nó nhộng lên cao quá. Bà làm cái gì vậy? Ông không thấy hả? Thằng Tài nó đem con Nhung về đây đóng phim nghèo miễn phí cho dân làng xem đó sao? Thấy sao không? Nhưng lúc này bà la lớn, thằng Đại nó quản, nó thả cái gió, con Nhung sẽ ra sao? Ủa, thằng Lâm đâu rồi? Nó phải tìm cách đi cứu con nhỏ chứ. Em ơi, tắm xong chưa? Hả? Cái gì vậy? Anh Tài. Cái gì? Anh Tài ơi. Sao mà cho nó đi theo thằng Tài làm gì? Con ông cũng biết tính đó mà. Nó thích làm gì, đố ai cản nó được. Tình hình này chắc phải ra mặt để kéo nó về gấp. Ủa, sao nãy giờ ông thấy thằng Long? Con đây nè. Mày làm gì đó? Quỷ. Thì nghe lén hai bác nói chuyện chứ làm gì? Tao tưởng được ơi. Bây giờ chúng ta tới nhà Tài, kéo nó về. Không nên làm vậy. Bây giờ mà kéo tới đó làm ầm ĩ, không chừng Nhung hiểu lầm là chúng ta tìm cách chia rẽ tình cảm. Mà để Nhung phản đối trước mặt gia đình họ thì mình ê mặt. Hai bác thừa biết tính Nhung mà. Còn nếu gia đình họ đối với Nhung tốt thật thì mối quan hệ giữa hai bên coi như bị tan vỡ, sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân của Nhung sau này. Còn nói vậy, hai bác thấy có lý không? Vậy mình phải làm gì bây giờ? Hai bác phải kiên nhẫn đã. Bây giờ hai bác về khách sạn nghỉ ngơi đi. Con đã đặt phòng ở đó rồi. Ở đây cũng có khách sạn nữa hả? Mấy sao vậy cháu? Dạ quá trời sao luôn, con đếm không nổi á. Đi không? Con cũng đặt thức ăn rồi đó. Hai bác cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi, để con theo dõi tình hình của Nhung ra sao, rồi mai tính tiếp ha. Thằng này là rể của mình mới đúng, nó lo lắng chu đáo quá. Ê, lúc này mày sao rồi? Tao có nghe bác ba nói mày định lấy chồng ở dưới quê, tao hết hồn luôn. Mày thấy không, lấy chồng Đài Loan xài toàn là đồ ngoại không. Sướng thì sướng thiệt, nhưng tao nghe đâu tụi nó toàn gặp mấy ông già mà còn bị sức bẻ tùm lum nữa. Xíu, tại tụi nó xui. Vậy ông chồng mày có bị không? Thì cũng có chút chút, nhưng mà toàn những chỗ không có quan trọng không à. Nhưng mấy ổng có khó không mày? Mày nhìn tao thì biết nè, chiều chuộng hết biết, ga lăng hết biết, muốn cái gì là được cái đó. Cỡ mày á mà mấy ổng chụp được là sướng hết biết luôn. Nghe mày nói rồi nghĩ tới chị dâu tương lai của tao thấy mà phát thèm. Nhưng sao mày nói chụp chụp giống một cá mắm ngoài chợ? Bởi vậy mày sống ở dưới quê riết rồi đần độn. Thời đại này phải tốc hành, đổi đời đi. Không, vài ba năm nữa
mày sẽ như một con mụ chê cốc, một đàn con nheo nhóc, dơ giấy, bẩn thỉu, nhìn mà phát ngán. Được rồi, để tao suy nghĩ lại đã. Mày nhớ đó nha. Ừ. Bây giờ tao phải về nấu cơm nè. Nấu làm cái gì? Nấu làm chi cho mệt vậy? Thôi, dẹp 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 hết. Mày đi ăn cơm đi nào. Đi. Mày đi. Không được, bữa nay nhà tao có khách. Thôi tao về nha. Ê hả? Cho mày chai dầu thơm nè. Nhiều quá, tao xài không có hết. Cảm ơn bạn em bé. Khoan, đưa cái chân đặt lên đây. Lẹ lên, lẹ lên. Để làm gì vậy má? Rồi mày sẽ thấy nền văn minh Đài Loan. Tao chỉ cần phát một cái là mày sẽ có ngay một đôi guốc cao gót, hàng xịn ngang, từ trong xóm lé xẻ luôn. Cảm ơn mày trước nha. Yeah. Alo, mày nhắn cho tao thằng A Lùng đi. Trời, còn thằng A Lùng nào nữa? Thằng Đài Loan si cà que đó. Mày nói với nó đó là tao có hàng mới rồi, hàng xịn đó nghe, giá phải nới cho tao đó. Ok. Trời ơi, toàn đồ đẹp không á. Lấy đồ ra hết cho em. Rồi, em phơi ra hết rồi nè. Lô này á là ngày mốt em mặc, lô kia là ngày kia, còn ngày mai em mặc lô này. Wow, chị Nhung chị toàn là đồ đẹp không à. Cái này nè, mẹ em mặc á là hết biết luôn á. Vậy chị cho em luôn đó, cảm ơn chị. Cha, còn cái này nữa nè. Ôi, Tết mà em mặc là khỏi chê luôn. Thôi. Ừ. Em thích thì cứ lấy mặc đi. Đó, thấy chưa? Em cảm ơn chị nhiều nha. Ý, còn cái này nữa. Em thích cái này lâu lắm rồi, mà tìm khắp nơi không có nha. Bộ thành phố, ai cũng thích mặc đẹp vậy hả chị? Thôi con, mày nịnh lộ liễu quá, coi không được. Tía này. Không sao đâu bác, con mang theo đồ nhiều như vậy cũng là vì nghĩ tới Thanh. Vì em con có thể mặc chung đồ với nhau được mà bác. Trời ơi, đã quá, con gái thành phố sướng thiệt. Ý, còn cái này nữa nè. Thôi đi. Chị Nhung ơi, cái con này. Khi nào về, đồ này chị tặng hết Thanh đó. Mấy đứa ăn cơm nha. Dạ. Dạ, dạ. Ăn đi con. Con thích quá à. Con chưa bao giờ nghĩ là có lúc mình được ngồi ăn một bữa cơm hương đồng cỏ nội như vậy, trong một không khí gia đình thật là đầm ấm. Ở đây toàn là cây nhà lá vườn, sợ con không thích đó. Dạ đâu có, con thích lắm. Đây là món gì mà ngon quá bác? Đây là món đặc biệt, Út Thanh nó làm đãi con đó. Vậy à, hồi chiều thấy chị về, em chạy ra đồng bắt á. Ngon quá. Là món thịt chuột nước xả ớt. Ngon lắm không? Nhung, không sao không em? Anh tổ cha đó, thằng Long nó cho mình ở khách sạn nhiều sao? Coi nè, đúng là sao đếm không hết. Vậy bà hất hủi thằng Tài, ca ngợi thằng Long hết mức, còn định cho nó làm rể nữa. Có chuyện gì vậy? Mũi quá trời mũi ông ơi. Ráng chút đi. Tụi nó báo không có ai ở đây, nhưng tao thấy ánh sáng ở chòi kia. Mày cứ ở đây, tao chạy tới coi thử. Ông ơi. Ông. Gì vậy? Hay là mình tới nhà thằng Tài đi. Tôi thấy sợ quá ông ơi. Tôi thui về thấy đường đâu mà đi. Ở đây gần sát biên giới, không khéo lạc qua miên chết á.
Như cũ nghe. Có liền. Chuyến này lão già bà hơn mà không tố cáo, tao với mày trúng đậm rồi. Lão này có con là Tài, học trên thành phố chứ gì. Trả chứ ai. Không trị cho trả một vốn, không làm ăn được. Thì sẵn dịp thằng Tài mới đem con nhỏ trên thành phố về nè, chơi cho nó một trận đi. Con nhỏ này ngon hết biết, vừa thơm vừa mát như cây kem dâu. Ủa đi. Em cứ ngồi ăn uống thoải mái, anh qua đây một chút. Tôi ngồi với hai huynh được không? Mày là thằng nào? Tôi là thằng nào không quan trọng. Vấn đề là có chung mối thù với anh. Là ai? Lão Ba Hân. Thanh. Thanh. Ngày mai anh quyết đấu với thằng Năm Hơn, cho nó đỡ làm phiền em. Đúng rồi. Anh làm sao thì làm chứ, để cái thằng Năm Hơn á cứ chận đường làm phiền em quá à. Mà anh định đấu nó làm sao vậy? Thằng này á, nó cao như cây tre trăm đốt, anh phải chơi toàn tầm thấp. Chết rồi, nghe tiếng em kêu. Anh chờ đây nghe. Lại đây Thanh. Anh Năm Hơn. Ngồi xuống đây. Thanh nè, ngày mai á anh phải quyết đấu với thằng Thám Thiệt, để nó không làm kỳ đà cản mũi hai đứa mình nữa. Cho nó chết luôn. Anh phải cố gắng lên. Đúng rồi. Chứ nó cứ tới tìm em hoài, mệt quá à. Mà anh Thám Thiệt á, nó lùn hơn anh. Anh tính sao đây? Em yên tâm đi. Phần dưới, thằng Thám Thiệt nó yếu lắm. Anh sẽ quýnh vô phần đó. Chết rồi. Hình như có tiếng má em gọi. Anh chờ em ở đây nghe. Anh phải coi chừng Năm Hơn nha. Nó sẽ đánh từ đây trở xuống đó. Vì nó biết anh yếu phần này. Anh phải làm sao? Thì nếu mà như vậy, anh sẽ quỳ xuống thủ thế. Nó sẽ không làm gì được anh. Không được. Nếu Tấn Thiệt quỳ xuống thì làm sao anh đánh phần dưới được? Vậy thì anh sẽ nằm xuống như con rắn, chút quánh ngược từ dưới lên thì nó sẽ chủ động hơn. Chết rồi, chết rồi. Nó nằm đánh anh tính sao? Nằm đánh? Đừng lo, thằng Năm Hơn nó thuận tay trái, tất nhiên tay phải nó phải yếu. Anh cứ nhầm vô đó mà đánh. Anh hay quá à. Chết rồi. Tí em kêu luôn phải không? Em cứ vô, anh chờ. Tuy anh thuận tay trái, nhưng vẫn xài được tay phải. Và chắc chắn sẽ bất ngờ với thằng Tám Thiệt. Vậy là tốt rồi. Sao cưng? Má em kêu nữa chứ gì? Em cứ đi đi, không thôi thằng Tám Thiệt nó chờ lâu quá. Dạ quá anh Tài ơi. Ở đây không
chuyện gì mày kêu tao sớm vậy? Báo cho mày một tin mừng. Tối hôm qua tao vừa mới gặp thằng chồng tao. Nó nói nó có thằng bạn Đài Loan muốn tìm vợ. Thế là tao giới thiệu mày. Nó chịu liền. Nó nói sáng nay nó sẽ chạy xe về đây để đón mày. Trời đất, tao có biết cái thằng cha nào đâu. Sao mày không hỏi ý tao đã? Bộ mày tưởng lấy được nó là dễ lắm hả? Ở thành phố, hở ra một cái là bị sớp liền. Nếu như mà mày không thích thì cứ coi như đi du lịch với tao lên thành phố một chuyến, không tốn một đồng. Quyết định vậy đi, khi nào nó đến thì tao kêu mày. Thằng cha mày nói có sức miếng nào không vậy? No, 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 no. Không sức miếng nào, đảm bảo đầy đủ hết. Thằng Tài với con Dung đi đâu mà sớm vậy ông? Con Dung có vẻ thích cái cảnh ở dưới quê nên rủ thằng Tài đi dạo rồi. Anh ba, anh không nhận ra tụi tôi hả? Ba má của con Dung nè. Ông bà biết sao té tôi gì nè? Mày cá độ không? Thanh, trời đất ơi, làm cái gì mà lâu quá vậy? Bắt đầu. Giờ thì yên tâm chưa? Mọi người trong nhà anh ai cũng đều thích em mà. Anh chỉ lo con gái ở thành phố không quên cảnh thôn quê. Quê hay tỉnh gì thì cũng cần phải có người yêu thương mình thật lòng chứ. Tài ơi Tài, đây có phải là chị Nhung không? Tại sao anh biết tụi tôi? Anh chị không biết tôi, nhưng mà tôi biết anh chị. Ba má chị là ông bà Phi và tôi đi tìm chị á. Ba má tôi có chuyện gì vậy anh? Ba má chị cũng đang ở gần biên giới á. Ba má tôi làm gì ở biên giới vậy? Ông bà nghe lời thằng Long chỉ đường xuống đây tìm chị, không biết đường nên đi lộn qua biên giới. Bây giờ xe hư phải nằm chờ sửa xe bên đó đó. Ông bà nhờ tôi về đây tìm chị. Đi đi anh, em sốt ruột quá. Khoan đã, tôi nghĩ hai bác phải viết thư hoặc tìm cách nhắn tin cho tụi tôi biết chứ. Tôi đi vội nên hai bác không kịp viết gì hết. À, anh chị nhận ra cái này chứ? Đúng là biển số xe của nhà em đó. Không đi thôi nha, tôi đi công chuyện à. Ê, chờ tôi em, chứ. Từ từ đã. Đi đi anh, mẹ lên. Chờ tôi chứ. Anh có thể chạy chậm hơn được không? Ba mày tố cáo làm tao phải bất vốn. Ô mày, không chờ tao dạy một bài học. Anh định làm gì đây? Tôi qua biên giới dạo chơi một chuyến, bên đó rừng rậm còn nhiều thú hoang dã lắm, tụi mày sẽ có dịp du lịch sinh thái miễn phí. Mày là thằng đi tiện. Anh ơi, đừng anh, đừng, anh ơi.
Cơ chơi về ba bữa cho tụi tôi đãi khách, cho tụi tôi có dịp thưa chuyện nhiều với anh chị. Còn chuyện thằng Tài với con Nhung có thành thân hay không là chuyện của tụi nó. Còn tụi tôi với anh chị có duyên gặp nhau như vậy là vui lắm rồi. Dạ, anh chị có lời mời, tụi tôi không dám từ chối. Yên tâm, nó chạy đường này là đủ biên giới, nó tự tìm đường về thôi. Tài nè, dạ. Con điện thoại cho con Nga, chạy xe về đây giùm Tía. Để làm gì vậy Tía? Con hiểu rồi.
Thế vừa thì chờ chút. Chạy đâu vậy Út Thanh? Con đang khắp. Nhanh lên, nhanh lên. Lên đây. Tao lên xe có gì nói sau. Lên, lên. Lên. Phanh xe. Thanh à, đây là lệnh của bác ba. Nè, Út đọc đi. Đó, ôi trời. Anh ơi, chào anh Giới, chào anh Giới. Dạ. Út Thanh, đừng có đọc báo đó nghe. À, báo này nè. Báo đó viết không đầy đủ, đọc không có đã. Đọc báo này mới đã. Báo này hấp dẫn. Lùng rợn. Bấm thang cho đúng. Vậy là nhẹ đó. Một thời gian sau đó, những cố gắng, những nỗ lực của tôi và Nhung để xua tan cách biệt giữa nông thôn và thành thị đã thành hiện thực. Hôm nay là ngày thành hôn của trai quê và gái tỉnh đó các bạn. Mùa xuân đã đến cùng em mùa xuân về, đàn chim tung cánh tìm nhau mùa xuân hồng. Dịu dàng hơi ấm nắng mai nhẹ vẫn lên gió bắt tai, em đến mang dịu ngọt trong ta. Mùa xuân hãy nói dùng ta lời yêu người, mùa xuân hãy nói dùng anh lời chân thành. Cùng đây thầm thương nhớ em dù chỉ chưa nói với nhau. Anh trái tim em nồng nàn.